Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về phần mềm Final để soạn thảo các bản nhạc hoặc là chúng ta có thể phối khí cho một bài hát. Tôi đang sử dụng ở đây là phần mềm Final 2017. Để mở Final ra thì chúng ta như vừa rồi đấy, chúng ta sẽ mở bằng cách là chúng ta nhấn vào cái biểu tượng Final đây. Khi Final hoạt động thì nó sẽ hiển thị ra cái khung hình như này. Có nhiều cách để có thể chúng ta tạo một cái bản nhạc mới, sử dụng setup wizard hoặc là template hoặc default document. Đấy. Thường người ta hay sử dụng hai cái này nhất là setup wizard hoặc là default document. Setup wizard thì chúng ta sẽ có thể là thêm vào luôn các cái nhạc cụ. Toan tính được rằng là cái bản phối của chúng ta là có bao nhiêu những loại nhạc cụ. Chúng ta sẽ sử dụng thằng này. Các phần này thì chúng ta không cần để ý vì đây là để chúng ta tạo cái trang in. Như là đây tôi đang tạo khổ giấy A4, có thể in được trên khổ giấy A4 và đang để chế độ Photo. Này là có nghĩa là để chế độ tờ giấy đang dựng lên. Chúng ta có thể tạo các cái bản nhạc dựa trên các cái nhạc cụ hoặc là các cái template người ta đã cho trước. Ở đây tôi cứ để một cái bản nhạc bình thường đi, nhấn new. Này bỏ, ta để blank start, có nghĩa là một cái chế độ bản nhạc theo dạng piano. Add nó vào đây thì ta sẽ được có bao nhiêu nhạc cụ trong này thì nó sẽ có bấy nhiêu cái khung nhạc ở trong cái bản nhạc chúng ta. Ta nhấn tiếp new, next. Để cái đây title, chúng ta viết tên bản nhạc của chúng ta. Cái phần subtitle là thế, nó cũng sử dụng là tên của bản nhạc. Composer, cái này thì có nghĩa là để chúng ta viết tên tác giả, phần lyric hay là opera. Ở đây thì ta sẽ có về cái bản nhạc của chúng ta viết ở cái nhịp nào. Nhịp 22, nhịp 24, nhịp 34, nhịp 44. Đấy, chúng ta muốn bản nhạc của chúng ta viết ở loại nhịp nào thì chúng ta chọn vào đây. Ở đây thì ta chọn giọng, có giọng, chúng ta chọn ở đây là giọng trưởng này, đây là giọng thứ này. Đó. Chúng ta có thể chọn các giọng son trưởng này, re trưởng này, la trưởng này, mi trưởng này. Đó, chúng ta các cái giọng có dấu dáng như là pha trưởng này, si dáng trưởng này, đó, vân vân. Chúng ta có thể chọn giọng ở đây. Giọng thứ ta chọn vào đây, la thứ này, mi thứ này, si thứ này, đấy, re thứ này, son thứ, vân vân. Ở đây thì nó là phần nhịp lấy đà, ta có thể chọn vào đây. Nhịp lấy đà chúng ta có thể là phần đầu, đây là nhịp 44 chẳng hạn. Phần đầu chúng ta có một cái đoạn tương ứng với cả nốt đen chấm dôi chẳng hạn, ta sẽ chọn nhịp lấy đà đây. Đó. Hoặc là một nốt đen chẳng hạn, tương ứng với một trắng chẳng hạn, ta có nhịp lấy đà đây. Nếu ta không sử dụng nhịp lấy đà thì ta bỏ cái dấu tích kia đi. Còn ở đây thì là tốc độ của bản nhạc. Đấy, chúng ta có thể chọn vào đây, viết đây là tốc độ vừa, vừa phải. Đã, tốc độ bằng 100 đi. Tương ứng một phách, nghe một nốt đen bằng 100, vì như đây là nhịp 44. Một nốt tròn chia 4 là một nốt đen mà. Thế ta có một nốt đen bằng 100, tốc độ vừa phải.
Dưới này thì ta có là cái số lượng ô nhịp chúng ta cần. Giả sử như ta cần 20 ô nhịp đi. Sau này nếu thiếu chúng ta cần thêm vào. Sau khi làm việc xong rồi ta nhấn phanh. Đấy. Thì lúc này ta sẽ có cái bản nhạc như này. Thì ta có thể viết đây tiêu đề của nó, ta nhấn vào cái phần mũi tên này. Như là con chuột chuột này. Nhấn kép vào cái phần title. Ta viết lại tên này. Bản nhạc của tôi. Giả sử thế. Quên mất vừa rồi cái phần đầu chúng ta không 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 viết tên đây, tác giả đây. Tác giả cũng vậy, ta nhấn kép vào cái composer để viết tác giả không biết chẳng hạn. Những cái không cần thiết nữa ta xóa đi. Đó là cách chúng ta tạo mới một bản nhạc. Cách tạo mới thứ hai là chúng ta sử dụng default document. Chọn default document thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái bản nhạc bình thường như này với khóa pha và với nhịp 44 và 31 cái ô nhịp, đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta cũng có thể là sử dụng bằng cách nhấn cái phím mũi tên này để viết lại tiêu đề bài nhạc của tôi. Cũng có thể sử dụng cái phím này để chúng ta có thể thêm tên tác giả Scott này, chúng ta không cần, chúng ta cũng ta bỏ đi. Bên dưới có phần copyright, ta có thể lấy bản quyền cho chúng ta vậy. Copyright 2020 Richard. Là như thế. Đấy là hai cách chúng ta có thể là mở một bản nhạc mới. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là chúng ta có thể soạn được một bài hát, soạn được một bài hát để in, hoặc là chúng ta có thể tạo được một bản nhạc piano hoặc là bản nhạc guitar hay là vân vân, viết được cả một tổng phổ rất lớn. Như là có một clip tôi đã hướng dẫn các bạn đây, chúng ta tạo một tổng phổ cho một bài nhạc bài Final 2014 thì thôi. Chúng ta hình dung được ra cái cách để chúng ta làm việc cả cái một bản nhạc của Final 2014. Trong bài sau thì tôi sẽ hát đấy. Rất bài Hoa Lá Mùa Xuân, là tôi đã có một bài hướng dẫn cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại cái bản nhạc này. Chúng ta có thể là viết được ra các cái viết được ra cái tổng phổ của một bài nhạc. Chúng ta có thể viết thêm lời ca cho các cái bài nhạc. Chúng ta có thể chuyển đổi cái bản nhạc này sang định dạng. Khi export nó sang một định dạng audio file, nghĩa là như nhạc MP3 hoặc là nhạc WAV. Chúng ta có thể chuyển đổi nó sang thể loại nhạc MIDI file, đúng không nhỉ? Tôi sẽ chuyển đổi nó sang thể loại MIDI. Ta chọn Hoa Lá Mùa Xuân, chọn Save. Ok. Chúng ta có thể là chuyển nó sang file audio. Chúng ta chọn Export Audio File.
và chúng ta lưu ấn vào nút lưu. Ở đây chúng ta có hai định dạng này, định dạng start audio file, định dạng kiểu file wave, định dạng comfort MP3. Ở đây kiểu định dạng chuyển sang nhạc MP3. Đó. Chúng ta nhìn cái đuôi file ở đây nhé. Đấy. Nhạc đuôi wave hoặc là đuôi MP3. Nhấn vào nút lưu. Ở ra ngoài này màn hình này thì chúng ta sẽ thấy đây nó có hai file đây, một file MP3, à xin lỗi, file wave. Hoặc là ở đây nó có file thể loại MIDI. MIDI chúng ta có thể tạo được ra file karaoke nếu mà chúng ta đã soạn các cái nốt nhạc, à xin lỗi, soạn lời ca của bài hát lên rồi thì chúng ta có thể tạo được sang một file karaoke. Có thể là viết thêm nhạc, à viết thêm cái giai điệu, à, viết thêm xin lỗi, viết thêm lời ca cho cái giai điệu thì nó sẽ chuyển đổi được sang định dạng MIDI karaoke giống như này để chúng ta có thể hát được. Có rất nhiều tác dụng như vậy. Thì ở clip sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn soạn tiếp một bản nhạc Bonero. Chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ ở clip sau nhé.